Chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái đường link nha. Một cái đường link mà đây là một cái lỗi nha. Một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng của Garena về cái vòng quay kim cương, vòng quay tri ân khách hàng của Garena nha. Thì mình vừa tìm ra một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng luôn anh em ạ. Cái lỗi này cực kỳ ngon. Cái lỗi là tỷ lệ quay kim cương cực kỳ cao anh em nhé. Thì mình nếu mà anh em vào bằng cái đường link lỗi này ấy, thì anh em quay kim cương làm sao? Auto ra bao nhiêu? 25.000 kim cương anh em nhé. Thì đây là một cái đường link lỗi nha. Đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Và đây là kim cương thật nha. Và đây là cái vòng quay gì? Vòng quay sinh nhật của Garena nha anh em nhá. Nhiều anh em lại bảo là shop các thứ, nhưng không, đây là cái vòng quay sinh nhật của Garena. Anh em nhớ cho mình đó là bao nhiêu? Vòng quay của cái gì? Cái membership hiện tại đang có sự kiện sinh nhật của Garena nhá. Như là anh em nhanh tay thì được nha. Mình nhớ không nhầm thì 23 tháng 8 là sinh nhật Free Fire, nên anh em nhanh tay một chút nhá. Đường link có thể nó sẽ lỗi khoảng 1-2 hôm gì đó, nên là anh em nếu mà anh em nhanh tay thì anh em nên nhanh tay và quay nha anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đăng nhập. Ok, bây giờ mình đăng nhập thành công rồi. Đây là tài khoản đấy, mình đăng nhập sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ nạp tiền vô đây và mình quay cho anh em xem mà thật sự là nó ngon như nào nhá. Thì mình hôm nay mình có 50k thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nạp cho anh em xem. Shop hiện tại đang rất là lỗi anh em ạ. Đây là một cái đường link lỗi nha anh em nhá. Nhiều anh em lại bảo là ấy, nhưng mà đây là đường link lỗi của cái gì? Của cái membership, cái vòng quay sinh nhật của Garena anh em nhá. Ok, đã lưu lưu vào hệ thống. Ok, bây giờ mình sẽ đợi kim cương về nha anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đợi kim cương về. Không biết có lâu không đây. Bây giờ mình sẽ đợi xem là chắc khoảng tầm 30 giây á. Thì bây giờ mình sẽ ngồi đợi một chút xem là kim cương đã về hay chưa nha. Thì đây là cái đường link lỗi nha anh em, hãy nhớ là mình sẽ để đường link dưới phần mô tả cho anh em. Ok, 50k về rồi, đây là cái đường link lỗi nha anh em nhá. Và đây là cái vòng quay sinh nhật của Garena nhá. Nhiều anh em không biết. Ok, mình sẽ quay cho anh em xem là 20k thì chúng ta được bao nhiêu kim cương nha. Và kim cương có rút được về thật hay không nha. Đây là một cái đường link cương lỗi cực kỳ ngon anh em ạ. Nhanh tay thì còn nha anh em nhé. Ok, phát đầu tiên nào. 25.000 kim cương. Ui ngon luôn anh em ơi. Quá ngon, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Không có nhiều, quá ngon luôn. Quay lần 2 nào. Sao lại ngon như vậy nhỉ. Nhanh tay thì còn nha anh em nhá. Đường link lỗi này không biết khi nào nó hết lỗi đâu. Mình là nhanh tay lên. Lại một lần nữa, 25.000 kim cương anh em ơi. Quá là ngon anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi rút nhá. Bây giờ mình sẽ đi rút kim cương cho anh em luôn. Ok, cho anh em và mình sẽ rút. Mình có 50.000 kim cương luôn. Một cái đường link gọi là quá lỗi anh em ạ. Nha, đây là một cái lỗi mình vừa mới tìm được thôi anh em ạ. Nên là mình quay cho anh em luôn. Ok, bây giờ mình sẽ rút kim cương về tài khoản của mình nhá. Ok, kim cương đã về thành công. Đợi được duyệt. Ok, bây giờ mình sẽ vô game xem là kim cương đã về hay chưa nha anh em nhá. Ở đây anh em nhớ nhá, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhá. Thì anh em nào muốn thoát nghèo các thứ và cày sự kiện Free Fire thì vô đây nhá. Nhanh nha, hiện tại nó đang rất là lỗi nha anh em nhá. Nhưng lỗi chỉ có một thời gian nhất định thôi, nên là anh em nhanh tay thì được nha. Còn anh em là trận tay thì mình không biết được đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vô game và mình xem là kim cương đã về hay chưa nhá. Ok anh em ơi, quá ngon luôn anh em ơi, kim cương đã về thật anh em ạ. Ui, 9.999 kim cương luôn, quá là ngon anh em ơi. Thì mình sẽ để đường link lỗi này dưới phần mô tả cho anh em nhá. Nếu anh em nào muốn thử thì hãy thử một lần anh em nhá. Và giúp anh em thoát nghèo thành công đấy. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip ở đây. Kim cương thì đây anh em, quá ngon luôn, 9.999 kim cương luôn. Và này tôi tha hồ cày sự kiện rồi. Ok thì bây giờ mình xin phép dừng clip và mình đi rốt nốt đống kim cương còn lại nha. Ok, còn anh em nào muốn thử thì để mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Và đặc biệt đây là vòng quay kim cương, vòng quay sinh nhật của Garena nha anh em nhá. Hãy nhớ là vòng quay sinh nhật của Garena mới được nha. Và đây là cái đường link lỗi mình vừa mới tìm ra nhá. Ok, bây giờ mình xin phép dừng clip ở đây. Bye anh em nhá. Chúc anh em quay được nhiều kim cương.